Xin chào các bạn đến với bản tin giá vàng của kênh Net Media CCTV. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng tiếp tục tăng, giá vàng giao ngay tăng 0,65% lên 1.915,1 đô la trên một ounce. Vàng giao tháng 8 lên 0,75%, 1.911,15 đô la trên một ounce. Ở trong nước, thị trường vàng cũng sôi động khi tiếp tục tăng mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội chiều mua vào 54 triệu đồng một lượng, bán ra 55 triệu 400 nghìn đồng một lượng, tăng 600 nghìn đồng ở chiều mua vào, tăng 1 triệu đồng ở chiều bán ra. Trên là giữa mua với bán 1 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết chiều mua vào 53 triệu 400 nghìn đồng một lượng, bán ra 54 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Trên là chỉ mua với bán 1 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Đà Nẵng niêm yết chiều mua vào 53 triệu 800 nghìn đồng một lượng, chiều bán ra 55 triệu 300 nghìn đồng một lượng, tăng 500 nghìn đồng một lượng mua vào và tăng 600 nghìn đồng một lượng bán ra. Trên là chỉ mua với bán 1 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Vào cùng thời điểm nêu trên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội mua vào 54 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 020 nghìn đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa mua với bán 1 triệu 520 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều mua vào 54 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán ra 56 triệu đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa mua với bán 1 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Đà Nẵng niêm yết, chiều mua vào 54 triệu 500 nghìn đồng một lượng và bán ra là 56 triệu 020 nghìn đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trên lệch giữa mua với bán 1 triệu 520 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC của BNG niêm yết chiều mua vào 53 triệu 550 nghìn đồng một lượng, chiều bán ra 54 triệu 900 nghìn đồng một lượng, trên lệch giữa mua với bán 1 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết chiều mua vào 53 triệu 750 nghìn đồng một lượng, chiều bán ra 54 triệu 680 nghìn đồng một lượng, trên lệch giữa mua với bán 930 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo mời các bạn xem giá vàng của các tổ chức ngân hàng lớn. Giá vàng ở Eximbank mua vào 54 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Giá vàng tại TPBank Gold mua vào 54 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Giá vàng tại Vietinbank Gold mua vào 53 triệu 800 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 420 nghìn đồng một lượng. Giá vàng tại SCB mua vào 53 triệu 400 nghìn đồng một lượng, bán ra 54 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng tại Maritimebank mua vào 53 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Giá vàng tại Sacombank mua vào 48 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng ở SHB mua vào 41 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra 41 triệu 820 nghìn đồng một lượng. Phần cuối của bản tin là thông tin thị trường vàng thế giới và tỷ giá tiền tệ của ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên thị trường vàng thế giới ghi nhận vào lúc 7 giờ sáng ngày 27 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Trên Kitco, giá vàng giao ngay tăng 0,65% lên 1.915,1 đô la trên một ounce. Giá vàng giao tháng 8 trên sàn COMEX New York tăng 0,75% lên 1.911,15 đô la trên một ounce. Theo báo cáo về cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco, cả nhà phân tích phố Wall và nhà đầu tư Main Street đều kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn ngay cả khi thị trường chứng kiến 7 tuần tăng liên tiếp. Trong tuần này, 14 chuyên gia phố Wall đã tham gia cuộc thăm dò thì có 11 người tương đương 79% dự đoán giá vàng tăng. Hai nhà phân tích tương đương 14% dự đoán giá vàng đi thấp hơn, trong khi đó một nhà phân tích tương đương 7% dự kiến giá vàng sẽ đi ngang. Quay lại thị trường ở trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 27 tháng 7 năm 2020. 1 USD bằng 23.216 Việt Nam đồng. Và sau đây là tỷ giá mua bán của các đồng tiền ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết của ngày hôm nay. Mời các bạn tham khảo. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là một số thông tin thị trường vàng thế giới.
và tỷ giá tiền tệ cũng như là bảng giá vàng của ngày hôm nay được cập nhật vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay do kênh Net Media CCTV tổng hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin vào ngày mai.